Anh thích tình kiều. Anh chưa sao? Anh thích tình kiều tại sao không? Vì họ đã đi rồi. Họ mà họ là ai? Tại sao anh khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp gỡ lần đầu. Một người xa lạ. Thôi, đã hết rồi. Anh chưa sao? Anh làm sao vậy? Em yêu là một tội vậy không anh? Nhưng anh muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh mắc mãi trong nếu một mai giữa xa từ anh gục ngã.
anh em, à các tiên kiều, anh đã yêu em. Đời đời hôm nay thì không còn gì nữa cả, khi em đi dẫm chân lên bồi xóa một thiên đường. Dân mà đưa xa chỉ còn lại đất mà cho tàn, cho nên anh không biết nói gì hơn nữa, chỉ cầu chết một lần thôi. Trời ơi, một giọt nước tiêu hồng từng ngang dọc, mà giờ này phải khổ lì. Thank you.